Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knew 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày. Và hôm nay có những thông tin gì nổi cộm? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Lee Yubi, diễn viên vướng tin đồn hẹn hò Trung Quốc của BTS là ai? Lee Yubi sinh năm 1990 là một nữ diễn viên người Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ấn tượng và là con gái ruột của một minh tinh hàng đầu xứ sở Kim Chi, cô nàng này còn được chú ý tới sau khi lên mạng xã hội giấy lên tin đồn hẹn hò với Trung Quốc của BTS. Hãy cùng tìm hiểu Lee Yubi là ai trong video ngày hôm nay. Thông tin tiểu sử Lee Yubi Tên thật Lee Yubi, năm sinh, 22 tháng 11 năm 1990, nghề nghiệp diễn viên, quê quán ở Hàn Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Yubi đã sớm là cái tên được mọi người chú ý tới khi là con gái của Ki-un Miri, diễn viên thế hệ 6X nổi tiếng với người chồng đầu tiên. Em gái của cô tên là Lee Da In cũng nhanh chóng bước chân vào giới giải trí k và nối nghiệp mẹ. Tuy nhiên chính việc sinh ra trong một gia đình nhà nói như vậy lại khiến Lee Yubi từng có thời gian bị bạn bè ganh ghét và đố kỵ. Thậm chí ban đầu thì gần như là khán giả chỉ biết đến cô nhờ danh xưng là con của người nổi tiếng. Nữ diễn viên sinh năm 1990 phải nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi cái mác đầy áp lực này, tự nỗ lực bằng tài năng của bản thân và được công chúng đón nhận. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, tinh khôi, gây thương nhớ, Lee Yu nhanh chóng tham gia đóng phim. Năm 2011, cô bắt đầu sự nghiệp của mình với sitcom Vampire Idol, Hoàng tử Macaron. Sau đó thì con gái minh tinh Kyun Miri tiếp tục đảm nhận nhiều vai phụ trong các phim khác như là The Innocent Man, Chàng trai tốt bụng, Gu Family Book, Cửu gia thư hay là Pinocchio. Suốt 10 năm theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên dù hoạt động rất chăm chỉ, được đánh giá cao về khả năng biến hóa nhân vật nhưng vẫn chưa thực sự tạo được quá nhiều sự đột phá. Một phần khác có lẽ cũng vì cái bóng sự nghiệp của mẹ cô là quá lớn, khó mà vượt qua được. Dẫu vậy, mỗi khi nhắc đến Lee Yubi, khán giả vẫn dành những tình cảm nhất định cho mỹ nhân sinh năm 1990 bởi sự thanh tú nhẹ nhàng, đời tư sạch, nói không với scandal. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, thời gian gần đây Lee Yubi còn là cái tên thường xuyên được nhắc đến khi có một YouTuber người Hàn đặt ra nghi vấn, cô nàng đang hẹn hò bí mật với Jungkook, thành viên của nhóm nhạc BTS. Thậm chí người này còn phán đoán là họ đã có mối quan hệ từ năm 2018 và chỉ ra những bằng chứng liên quan như đeo vòng đôi, đăng ảnh đi chơi cùng một thời gian địa điểm nhưng không ai nhận ra. Ngoài ra anh trai của Jungkook và em trai của Lee Yubi còn theo dõi nhau trên SNS, càng khiến cho tin đồn thêm phần chân thực. Tin đồn diễn viên 9X và nam idol đình đám hẹn hò đã khiến netizen xứ Hàn một phen dậy sóng. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 12, thì đại diện công ty của hai nghệ sĩ đã phải lên tiếng trên trang Sport Today để dập tắt những thông tin sai sự thật. Theo đó, thì quản lý Trung Quốc của BTS hoàn toàn phản bác tin đồn tình cảm thời gian vừa qua. Họ còn cho biết là Lee Yubi và nam ca sĩ chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời và không hề biết một chút thông tin gì của nhau cả. Với những chia sẻ đôi nét về đời tư của Lee Yubi vừa rồi, Hy vọng các bạn đã biết là diễn viên Lee Yu Bi là ai và có thêm thông tin hữu ích về nữ diễn viên này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của New 24h. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.